Những thánh hề si bít khiến cánh paparazzi phải kêu trời vì lối sống không giống ai. Cúc Tịnh Y, nhiệt ba ăn hàng từ ngày này sang tháng nọ mà không chán. Vẫn còn đỡ hơn Thành Nghị với thú vui lạ lùng. Cánh paparazzi là một trong những nhân vật khiến dàn sao Hoa ngữ nghe tên thôi cũng phải rén. Bởi họ luôn theo sát các nghệ sĩ suốt ngày đêm, có thể vạch trần bất cứ bí mật nào trong lòng họ. Thế nhưng, dù ghê gớm đến đâu thì có lúc cánh săn ảnh phải khốn khổ vì đụng phải dàn sao có lối sống khác biệt. Chúng ta hãy cùng xem thử paparazzi chụp được gì khi theo sát những ngôi sao này nhé. Bành Vũ Yến. Trong mắt công chúng, Bành Vũ Yến vốn là chàng nam thần sở hữu vẻ nam tính và điềm tĩnh rất đặc biệt. Dựa vào nó mà anh thường được các đạo diễn ưu ái cho đảm nhận những vai diễn rắn giỏi và cá tính trên phim. Ai mà ngờ được chàng nam thần này lại khiến cánh săn ảnh méo mặt khi để họ tốn công theo sát từng ngày mà chẳng được gì, lại còn phải cười đến rung màn hình vì bỗng nhiên nhảy nhót giữa đường, tung tăng chẳng khác gì thiếu nữ. Phạm Thừa Thừa. Thời gian này, fan của Phạm Thừa Thừa đang vấp phải nhiều bình luận không tốt của công chúng vì vô ơn với Phạm Băng Băng. Thần tượng nổi nhờ chị gái nhưng fan anh chàng phủ nhận tất cả, còn nói lời không tốt với nàng Băng Phạm. May mắn là duyên khán giả của Phạm Thừa Thừa vẫn còn rất cao vì tính cách hề hước. Có lần, anh chàng dẫn các paparazzi đi vòng vòng trong bãi đỗ xe suốt 2 tiếng đồng hồ. Tưởng có gì che giấu, hóa ra chỉ là Phạm Thừa Thừa lạc đường nên đi lung tung mà thôi. Vương Tuấn Khải. Tính đến hiện tại, Vương Tuấn Khải đã 25 tuổi rồi đó. Trong khi bạn bè đồng lứa đều lần lượt tìm tình yêu thì anh chàng này vẫn như cậu nhóc chưa lớn vậy, nhí nhảnh và vô tư vô cùng. Ví dụ như vào dịp lễ tình nhân, Vương Tuấn Khải đã khiến cánh paparazzi được một fan mừng hụt. Tưởng trốn ra ngoài để gặp bạn gái, ai dè anh chàng lại đi đắp người tuyết một mình rồi vô tình tạo được bộ hình lãng mạn như thế này đây. Cúc Tịnh Y. Chắc trong dàn tiểu hoa lưu lượng của Cbiz hiện nay, Cúc Tịnh Y là cô gái chưa từng dính phải tin đồn hẹn hò nào nhỉ. Không hề quá lời khi nói tâm sự nghiệp của cô đứng ở top đầu hội sao đồng lứa đâu. Có lẽ vì thế mà cánh paparazzi mới quyết theo chân Cúc Tịnh Y đến cùng, moi bằng được bằng chứng yêu đương của cô để làm một cú lớn. Kết quả là mỹ nhân 4.000 năm lại dắt họ ghé từ quán ăn này đến quán ăn khác, ảnh hẹn hò thì chẳng thấy đâu, chờ hóa đơn ăn uống thì tăng dần theo từng ngày. Địch Lệ Nhiệt Ba. Khi tin đồn hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba với bạn diễn ở Hạnh Phúc trong tầm tay được hé lộ, cánh săn ảnh cũng quyết tâm đi theo cô để tìm bằng chứng hẹn hò đến cùng. Theo cánh săn tin hé lộ thì họ đã theo sát mỹ nhân Tân Cương suốt 3 tháng trời. Và kết quả của sự kiên trì đó, loạt vlog sinh hoạt thường ngày của Địch Lệ Nhiệt Ba được ra đời. Thông qua nó, người ta thấy cô nàng toàn ăn với ăn mà thôi. Đã thế, cô còn rất thích đi dạo phố, cứ xong bữa cơm là lại đi bộ hàng chục phút đồng hồ mà chẳng biết mệt. Không chừng sau khi theo chân người đẹp này, các phóng viên cũng học được lối sống healthy và balance của cô đó. Thành Nghị. Nếu so với Thành Nghị thì Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn phải chào thua đó. Bởi anh chàng này có một sở thích rất dưỡng sinh là đi câu cá, mà là lúc 4 giờ sáng. Hãy tưởng tượng cảnh các paparazzi hí hửng đi theo Thành Nghị lúc tờ mờ sáng vì tưởng anh chàng này hẹn hò hay làm gì mờ ám, để rồi bẽ bàng phát hiện ra anh dắt họ đến hồ cá mà xem. Chắc khi đó tất cả họ đều phải sụp đổ vì thú vui lạ của soái ca liên hoa lâu nhỉ.